đây là đền Bà Chúa Kho. Đây là cảnh quan trước cửa đền Bà Chúa Kho, thành phố Bắc Ninh. Đây anh em mình là về đây để làm lễ đây. Toàn chúng tôi đây, anh em đang có mặt tại đền Bà Chúa Kho. Thank you.
Vâng, có điện thoại. Vâng. Yếu ngủ đang mất linh. Mình giới thiệu các bạn, đây là cổng của làng của thôn Tiên Tân, xã Hồng Hà, cổng rất đẹp ạ. Cổng này rất đẹp. Cổng rất đẹp, xung quanh cái giếng làng. Giếng làng ở bên trong có một ngôi chùa gì đấy. Cổng rất đẹp, buổi trưa thì không ai đi lại. Cổng chùa Tiên, cổng làng thôn Tiên Tân, xã Hồng Hà. Cổng kiến trúc rất đẹp. Đập con nghề rất đẹp.